Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lê Minh. Và video hôm nay mình sẽ làm video về là nhân viên bảo vệ trong GTA 5. Thì hôm nay chúng ta sẽ lấy một cái con siêu xe mình mới đem vô thôi. Siêu xe này nói chung là 18 cộng nha, bạn nào trên rồi mới được xem nha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm bao gồm là chắc cũng tổng hợp 2-3 cái luôn. Đây, ý. Thì nay mình có thể là mình sẽ làm tổng hợp luôn là vô làm bảo vệ, xong rồi sau đó thì chắc có thể là chút xíu nữa các bạn sẽ biết. Thì đây là cái con siêu xe mà mình mới mod thôi. Ý nó đi ngược à. Wow. Mình đang để số tay đó, các bạn xem nó có bốc khói nè, nó có khói nè, đó thấy không? Bây giờ nó mới có một cái gì đó đó đây nè. Ý thôi bỏ đi lên xe đi, chung này nè hơi bẩn bựa xíu. What the fuck, cái nó mày lấy đâu ra vậy, mà mày lôi từ ở đâu ra vậy? Đó, bắt đầu lên chơi để số một bắt đầu. Ý rồi banh con xe xịn của nó luôn rồi. À quên, nữa mình đánh dấu map cái đã. Thì ở đây là nãy mình mới vừa quay một cái video giống như vậy luôn. Cứ quay gần xong rồi nó bị lỗi. Tức quá ra lấy cái bản game mới copy hôm bữa tính chuẩn bị mod cảnh sát á, đem vô mod làm luôn, mệt rồi. Thì chung cái bản game này mình chưa có mod cái gì hết luôn, mới có mod này thôi chứ mấy cái cơ bản như mấy cái xe Việt Nam đồ mình không có mod vô đây. Tại vì sau này thì cái bản game này mình sẽ mod cảnh sát cho nên là không có đem vô. Nó chạy mô tô mà chạy lên số khó quá, để số thượng chạy đi. Bay nè. Bắt đầu. Yeah. Ơi trời, chết bà. xin lỗi anh trai. Mày ơi, sao đám được. Rồi đã được rồi. Wow, xe xịn ta, hạ mui được luôn. Nó có cái gì đó đó đen đen á mà. Cái gì đó 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 đó. Nói chung là video này là mình khuyến cáo 18 cộng trở lên. Ơi nó bị lỗi, lỗi lắm ơi, quá trời, nó bị lỗi kìa, lót mắt không kịp luôn. Vậy cái game mới luôn, mới copy luôn á. Nói chung là khuyến cáo 18 cộng nha, đủ vô xe cũng đủ thôi. Giấu xe vô đây cái em thôi, công an nó dí. Giấu đây nha. Rồi ok, 3 mil. Rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? Cái điểm đó rồi. Rồi, ê vậy. Đâu rồi, ok. Hello mấy anh trai. Hello, cho em nói chuyện ké với. Sao cho em nói chuyện? Mẹ nó khinh người, khinh người da đen. Mẹ, tao đâm xe hết bọn mày giờ. Lôn trai, wow, xe cổ hả? Để em lướt qua. Đó, ở đây đó không, mình phải tỏ ra phong cách chuyên nghiệp. Xe cổ hả ta? Xe đẹp quá, 67 luôn, số gì cao vậy? Với xe gì đâu mà cao quá trời luôn. Cái xe mà nó có cái gì đây nè, cái giống cái giá đỡ điện thoại là cái loa gì đó. Đó, đây nè, đó, ngay góc kiến á. Xe gì đâu mà chậm quá trời luôn rồi. Đi kiếm siêu xe mình chôm về chơi. Thì như mấy bạn có comment hôm bữa thì mình sẽ kiếm một chiếc xe nào đó mình cướp, xong mình đem đi độ, đem đi đua xe ha. Bay như chim. Rồi con xe anh còn chưa? Rồi xong. Fuck, cái thằng nào mà lấy xe anh. Nó lấy thấy xe mình nó đẹp, nó độc, nó chôm luôn rồi, mất con xe bà nó rồi. Mày nhớ mặt ông á. Được lắm. Ý, xe vàng. Đẹp quá ta. Mâm độ luôn. Wow. Thôi anh không thích, anh kiếm siêu xe chứ anh không chơi xe mập. Mấy xe mập bự này không thích. Hello anh trai. Anh trai đi với chị già. Đó, già chứ phải em gái đâu. Trời. Trai này đó, cái mặt thấy ghê trời ơi, cái mặt trời ơi. thôi thua rồi. Bây giờ thanh niên bây giờ nay, thời nay vì những cái đồng tiền mà không thể tin được. Xe công nhận cái màu nó nổi thiệt chứ. Chắc xíu phải đi sơn màu này quá.
Nè, bay nè, bay, bay. I can fly. Nhớ lên. Ơi, nhớ lên, nhớ lên, nhớ lên. Rồi. Yeah, yeah. Ơi gì vậy? Fly, fly, fly. Rồi, có xe nào vô chưa? Cho nói chuyện chung đi, cho chụp hình, cho xin số điện thoại đi. Ơi, trời ơi, đầu tiên. Nhìn gì? Whatever. Rồi. Tự nhiên cầm điện thoại khoe cái nó whatever, nó đi luôn. Rồi, bỏ chạy hết trơn luôn, nguyên đám luôn. Được lắm mà nhớ mặt ông á, y siêu xe kìa. Wow. Siêu xe nhưng mà anh không thích, anh thích mấy con siêu siêu hơn nữa, con này chưa siêu lắm. Hello anh trai, trời mặt phong cách rồi. Ông khoa khác rồi chùm đầu, chùm ơ trời xe mảnh vậy. Chưa gì hết rồi vòng một vòng cái rồi mém xíu rồi hốt anh trai đó rồi. Để mình lên lên số tay. Nó nghe chưa? Vô đây bật lên cái là trời nó nghe lớn đã quá trời. Mình nghía con này đó coi còn con nào nó xịn xịn hơn không. Nó bỏ chạy chân luôn. Mình đứng đây mình cũng được. Trời đứng đây vô trang web ít. Ê áo ơi, áo ơi, áo 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 sao áo được. Thôi nó báo lỗi rồi, sao áo được. Ê có khách ra rồi. Chết bà nãy giờ không nhớ nhớ được số đầu 617. Hello anh trai số mấy? Ơi số 17 luôn. Ủa phải phải cái chiếc cùi cùi đó không ta? Phải không? Quý phải không nữa. Nhớ được cái chiếc nào nhớ nãy nhớ được một cái số 617 mà không nhớ chiếc nào hết trơn. Chắc chiếc này quá. Đóng cửa lại mày. Ồ nó mở cửa mà nó đóng cửa. Ê, quên quên. Mình đang để số tay. Đóng cửa lại nè. Đó. Phải chiếc nào anh trai ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Cho em xin tiền bo anh cho em xin tiền bo. Xin tiền bo, xin tiền bo. What the fuck? Nó có bị chạy đâu? Mày bị ngáo hả? Trời ơi, cái xe nó bóng loáng luôn chạy. Ê, thằng này nó tính quỵt tiền mình nè. Ê mày, thằng kia trả tiền cho tao. Trả tiền cho tao, bớ xe bơi nó cướp tiền em. Ủa, xe xấu mà mày đặt chảnh. Chưa có gì mình đụng, mình thề chưa có bị chạy gì luôn á. Mà nó nói vậy, nó nói mình how dare you chạy. Ui, trời siêu xe cái trời ơi. Ui, trời ơi anh trai. Ê, ủa chị gái hả trời ơi. Em xin lỗi chị. Em thành tâm xin lỗi chị. Chúc chị với anh trai vô khách sạn vui vẻ. Em thử xe nẹt bô thử. Xe ngon đó chị ơi. Nó này thấy cái kia mà nó muốn cẩy kia một đó. Đó bây giờ. Ơi. Bây giờ em sẽ đem vô. Đem vô đây. Đây này đem vô. Đem vô gara nè. Đó. Đó, thấy không? Tại vì mấy bạn biết sao ơi, chỗ nó nẹt bô. Là mình nếu mà mình đi cướp xe ngoài đường á thì nó bể kiến nè hoặc là bị phá khóa nè, là sao không khóa được. Mà lại không có giấy tờ xe của nên mình có chìa khóa nè, có giấy tờ sẵn luôn. Đi thôi. Đó, đây là có một cái đường ra nữa mà lo gì. What the fuck? Ủa sao mày hay vậy? Biết vậy luôn gọi con xác luôn. Đi tao về số tay, tao số tự động tao chơi bọn mày. Chắc nó nguyên đám con xác mà dí được á. Dí. Dí đi, trời ơi. Xíu là đi độ xe mới được. Xe này quá đã luôn. Đúng là xe mình thích. Ê gì vậy? Phát trời thằng kia nó đi ngầm á ta. Ê chui vô đây. Cảnh sát đâu có đó phần sự chui vô đây đâu. Chui mở cửa Ủa đồ phát. Ôi bọn này nó cùng họ hàng với nhau. Ôi tự nhiên vô lạnh mấy cái mấy bị gì ta. Nó bị lót mắt không kịp á. Ôi vô tự nhiên vô lạnh mấy viên đạn vô xe luôn. Vãi xịt. Rồi chơi ngu rồi, không có cái ngu nào bằng cái ngu nào. Ôi, nó bắn mấy cái mà nó hạ họng luôn. Thôi đừng khóc. Đừng hạ họng, đừng khóc. Nín đi, đừng khóc nữa. Thằng công an này. Công an tró. À không, tró. Ủa gì nữa. Trời sao bảo vệ gì nhiều vậy. Ôi, nó bảo vệ thằng này, nó thông báo thằng kia. Hai thằng nó thông nhau, xong nó báo nhau luôn.
Đố bọn mày dí được tao á. Ơi, ở đây có đường nữa. Sao bọn mày chơi gì đâu mà bọc đường hoài vậy? Người nông dân phải làm sao? Chết bà đường cắm rồi. Ê, không, đây có gara. Chưa xuống đây đố bọn mày bắt được. Ủa cái nó khô không ta? Hết sao đi, hết sao nè. 3 2 2 rưỡi 299 299 rồi, 3. Đi cái đường hầm này, ủa cái chỗ sửa xe đâu? À đây là cái chỗ sửa xe nè. Đang trong đường hầm mình không có thấy được, tại vô đây nó không có sóng. Nghe tiếng xe anh chưa? Đây về số tay chơi mới đã. Tới nhầm. Nhầm số. Vô lộn số. Tự nhiên đang chạy số 3 nhảy xuống R luôn. Không, mình test cái hộp số thôi. Bay nè, đó, xuyên qua luôn. Đâu cho số xe nằm đâu ta? À đây nè. Los Santos Custom Auto Repair. Vô nó tự sửa luôn. Bên này có xe gì? Một con cơ bắp, một con mấy con đó là sao sánh bằng xe anh. Trời ơi, bể miếng kiến bên này hả hồng. Ơi hình với cái kiến chính đó, nó bị nứt chút xíu. Overflot NTTXF Super. Nâng cấp lên giáp nè. Bodywork ý, có gì vậy? Cái bodywork là cái gì vậy? Custom vai. À, cái thêm cái cánh gió mà. Cái cánh gió có thêm một cái ngăn cách ra. Đó. À, tao gắn cái đuôi kìa rồi. Đó, xe phải độ nhiều lên. Động cơ cho nó mạnh lên. Bô anh lấy 6 bô mỗi bên 3 bô. Đèn, á không càng là không có chơi. Đèn xeon nè. Neon đầy đủ hết luôn. Neon đâu rồi? Đó. Biển số này ok rồi. Này sơn màu nè. Màu là màu gì ta? Màu đỏ không? Màu cam cho nó. Màu này cho nó đẹp ha. Quá đẹp luôn á. Mà thôi mình vẫn thích cái màu này hơn. Màu này nổi lắm á. Trời ơi ra đường không ai. Nhìn mà tao cũng phải sợ luôn. Carbon. Thôi cho nó đẹp. Thấp nhất luôn. Mới nhất luôn, chơi hàng mới luôn bánh xe nè. Có bánh nào đẹp ta? Không có cái bánh nào mà nó trợ ai bánh này được. Cái mâm này đi. Rồi. À, lấy màu đen. Đó, anh dán là xe đua, nó lộn xe độ, phải đầy đủ window, kiến đen để cho mấy anh kia nó khỏi thấy con mặt đẹp trai của mình. Đó, xe màu hường chính hãng. Đó, là thấy xe nó nhúc nhích đồng nó, trời ơi nhúc nhích đồng. Ê, cái bánh nó đi lùi ta, ấy nó đi lùi kìa. Ok, bây giờ đi ra sân bay kiếm rồi, có nó có đua xe ở đây không? Té thử động cơ mới rồi, nhìn cái kêu nó muốn gãy luôn. Ơi thời tiết bây giờ nó sương mù quá ta. Các bạn nghe cái tiếng lên số không? Mở đèn rồi nè, không thấy đường. Để số 3 chạy luôn. Để số 1 chạy nó mới đã. À, ai hút thuốc không? Ai hút thuốc rồi đưa vô đây châm lửa giùm cho miễn phí. À, lửa nó bắn ra, trời ơi. Lửa ba màu, ấy lửa này bảy sắc cầu vồng luôn á ta. Nên là bên trong có màu xanh nè, ở ngoài có màu trắng, ngoài cùng có màu vàng vàng, ngoài cùng nữa có màu đỏ. Có màu tím ta. Có nó nè, trời ơi, đủ màu luôn, bảy sắc cầu vồng luôn.
chung là máy mình bây giờ cũng chả biết là do bị cái gì nữa rồi, chắc là kiểu này là do tràn RAM rồi á. Thôi bạn thông cảm giúp mình nha. Ý. Quay, trời ơi. Hơi là nãy độ lên xe xịn cho nên là nhấp cái là thắng ăn luôn. Cái sân bay giờ này bọn nó có đua xe không hay không nữa chứ. Chạy số 1 nẹt bôi nó đã. Mà chạy chậm. Vãi xịt số 1. Vô đây nẹt bôi mấy này nghe chơi. Ơ có cảnh sát rồi. Đó trời. Ơ cảnh sát. Ui. Thôi né ra. Nó gặp mất công nó hốt con xe về phường là hết có xe để chơi luôn. Mấy bạn để ý cái đồng hồ công tơ mét đó lúc mà mình đổ máy. Ở đây này nó lát thì nó đang có đua xe nè. Ý cái động cơ nó bị gì mà sao nó báo đỏ ta. Chết bà này, hay nãy giờ để số 1 nẹt nhiều quá. Hư hộp số rồi quá. Ở số 3 nó báo đỏ kìa. Nó báo đỏ luôn rồi. Xíu họ cháy động cơ luôn. Bên kia con Boeing nó mới đáp rồi. Đó mấy anh đua xe ở đây nè. Cho em đua ké với. Đây có một con Bugatti. Bên kia có con Ripper. Ê Ripper ngon á. Đua không? Đua chơi. Tao cược với mày. Mình là dân chơi. Mình phải đua với dân chơi chứ. Xe mày xe đời mới hả? Xe tao cũng đời mới giờ. Mới cướp á. Cũng mới như nhau thôi. Mày tao ghét tao đạp cái chơi. Ây da đâu có sao đâu nè trời ơi, bóng láng luôn đó, bóng ý nó hơi bị mớp xíu không sao đâu. Trời ơi chủ nó có biết đâu mà, thằng kia nó ngu lắm. Bên đây có con Bugatti. Thôi không chơi con này, mấy con này chạy ghê lắm. Trời ơi chạy ngồi dí không kịp luôn, không thấy bà luôn. Này mấy con cùi cùi không mà sao mà sánh lại xe anh. Trời ơi cái con này là xe kiểu xe rip mà. Xe để rip chứ không phải là. Bên này là có con Chevrolet. Ý chỗ đừng đạp lên kiếp người ta. Thằng quỷ mập ơi, xong mày đứng lên xe. Trời ơi xe để chạy phải đứng. Con mẹ này xuống hả mày. Thằng quỷ này nó xuống mày. Xuống mày. Ôi sao không đi xuyên được nó ta. Con mẹ này xuống rồi đó. Thôi để tới mình lượt mình vô đua xe cái đó. Mày có chừng tao á. Tao nhảy ấy đó, tao nhảy lên xe mày luôn nè. Có chừng tao, xe tao rồi. Lên đua dán. Quên vô số. Kiểu này mệt rồi nha. Xuống số lên số mệt à. Ok. Ê nó kêu mình nó hơi bị quá à. Ơ vậy. Quên số tay không quen xin lỗi. Mày thua tao rồi con. Ê No. Quên lên số. Ủa sao không thấy kết quả vậy giờ. Ủa sao hả? Trời 500 đô của tôi. Trời ơi 500 đô. Mày được lắm. Tại anh mới biết chạy xe số thôi. Đấy chạy xe tự động mà. Được lắm. Xíu tôi đua lại với mày nữa. Ghé bên này. Đi giữa đường. Nào vô đây. Mình thích là mình cho thằng nó thắng thôi. Bây giờ cho thằng nào thắng ta. Cho bên phải bên trái. Mình ghét này lắm. Vụ nữa rồi, thằng kia chưa về nữa, thằng kia chưa về, đã đi cược thằng khác đây nè. Bên này có con Gentono nè. Tao cược với mày, 500 đô của tao, trả lại cho tao. Con này đẹp quá, con này con gì ta? Cheetah, ủa đâu không, đâu phải cái gì á. Cái con này con gì á, quên rồi. Con kia là con T20. Con này là con T20, giống như con McLaren á. Còn con kia mình không biết con gì chứ. Con này là nó, phải nói là nó làm y như con McLaren luôn đó.
cái đuôi, cái cánh gió đồ, cái xe cửa cũng đưa lên, nói chung là giống hết. Ủa tao mày đưa hả? Ủa xong tới được tao. Nãy tao cược với con trắng mà. À hai mày đua xe hả? Để tao cược 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 tiền cái. Này là em Mitsubishi nè, nó làm giống con Mitsubishi á. Mitsubishi Evolution X hay sao? XF hay gì á. Rồi thằng quỷ kia lên chưa cho tao cược cái coi, siêu xe gì đâu mà núp hoài vậy, ra đi. Trời ơi. Quỷ, ủa ai đuôi nó vậy? Ủa, ai nó đua rồi. Ê khoan. Cho tao cược, tao cược rồi, mẹ bà nó chạy luôn rồi. Cược thằng quỷ kia đó, thằng quỷ nó chạy nhanh hơn rồi. Trời ơi, xe hai chỗ đương nhiên phải nhanh hơn bốn chỗ rồi. Trừ khi xe mày tháo hết ghế ra. Ê mình tặng ít máu rồi, hiến miếng máu, có máu không? Có nè. hiến máu nhân đạo để xíu về cho nó đi rửa xe. Cửa biết đóng lại, đóng giùm đó, tao đóng giùm nè. Rồi tới lượt mong xe tôi đâu rồi? Đây nè, xe tôi đây. Quỷ xe trắng lên mày, tao mày đô mày. Quyết sinh tử nè. Nó xe tao vậy mà sao đô thua được cái thằng kia? Không có cam tâm. Thấy xe anh chưa? Nẹt bô chú sợ nè. Chú làm gì biết nẹt. Nó sáng luôn chưa các bạn? Nó tỏa sáng luôn. Bắn bù 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 như bắn pháo hoa vậy. Bắn nào, bắn nào, bắn em gái, bắn em gái, bắn. Đó mình nhanh hơn, trời ơi 4.47. Ôi mày thua tao rồi nhóc ơi. Mình phản ứng nhanh hơn là 4.47 MS là gì ta, dây hả gì á. Còn thằng kia 592 luôn. MS là millisecond hả ta. Chữ S sao chắc là second, còn M là gì đó? Đó anh thắng. Trời ơi chú làm gì có cửa. Chơi 500 đô về tay. U đèn đẹp quá ta. U chói sáng chói lóa luôn. Ê ơi trời. Sáng chói lóa luôn. Phát về. Ui. Rồi hai nào đôi vậy? Thằng bên này với thằng bên kia hả? Ê cược cái nhóc cược con này cược. Ê. Nó nhóm đô của tôi. Trời ơi. Gì đâu mà bọn này nó gấp quá. Ôi sao cái gì nó cũng chói lóa vậy? Sao cái gì nó cũng sáng chói lóa hết vậy hả? Ê, nó mấy cái pháo sáng nó bắn hết trôi tuốt về đây luôn. À, rồi thì ok video mình đây là hết. Thì nếu hay các bạn nhớ like và share video với mình, và nhớ đăng ký kênh DG Gaming của mình để nhận nhiều video mới hơn. Thì nói chung thì cái mod cảnh sát thì mình vẫn đang trong quá trình tải lại cái mấy cái FBFR rồi mod skin đồ, blocking đồ, cho nên là hiện tại thì chắc cũng phải 2-3 ngày nữa mới xong. Thì trong cái thời gian đó thì mình chỉ làm mấy cái video này chung là sẵn cho các bạn xem và giải trí thôi. Chứ thực sự thì cũng không có thời gian rảnh lắm để làm những cái mà các bạn yêu cầu được. Tại vì hiện giờ là mình đang chú tâm vào cái mod cảnh sát FDFR. Đó, thì cho nên các bạn thông cảm giúp mình. Với lại bây giờ cái bản game bên kia nó cứ bị lỗi, quay nó bị lỗi hoài luôn, khó chịu quá. Thì mong các bạn ủng hộ cho mình, các bạn thông cảm cho mình trong thời gian khổ sở này. Rồi ok, cảm ơn các bạn, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.